Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, ở tiết học hôm trước, cô trò chúng mình đã cùng nhau ôn tập lại cách viết hoa của các chữ cái E, Á, Ơ Sau đó, luyện viết các từ ứng dụng và câu ca dao. Thông qua đó, chúng mình đã có thể ôn tập lại cách viết hoa của một số chữ cái đứng đầu bảng chữ cái và có những bài tập chính tả thú vị, bổ ích. Các bạn cần luyện tập nhiều hơn để thành thạo cách viết hoa và bên cạnh đó là luyện viết chữ đẹp lên mỗi ngày, các bạn nhé! Tiếp nối bài học chiếc nhãn vở đặc biệt hôm nay cô trò chúng mình sẽ đến với những phần còn lại của bài học. Đó là phần luyện từ và câu. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở rộng vốn từ học tập. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Chúng ta có bài tập đầu tiên. Tìm 2 đến 3 từ ngữ. Chỉ môn học, chỉ đồ dùng học tập chỉ gộp đồ dùng học tập và chỉ hoạt động học tập sau đây là một vài ví dụ của cô đầu tiên cô có từ âm nhạc để chỉ một môn học thứ hai là từ chỉ đồ dùng học tập cô có các từ như sách vở thứ ba là từ chỉ gộp đồ dùng học tập cô có từ sách vở và cuối cùng là từ chỉ hoạt động học tập, cô có từ đọc sách. Rất đơn giản đúng không nào? Dựa trên những ví dụ và gợi ý, hãy giúp cô tìm ra những từ ngữ phù hợp với yêu cầu của đề bài nhé. Các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt. Sau đây là một vài từ ngữ mà chúng ta vừa tìm được ở bài tập vừa rồi. Đầu tiên, chỉ môn học, chúng mình có các từ là toán, tiếng Việt. Ngoài ra, mình có thể tìm thêm được nhiều từ khác, ví dụ như mỹ thuật, giáo dục công nhân, tiếng Anh, vân vân. Tiếp theo, chỉ đồ dùng học tập, chúng ta có bút, cục gôm, chỉ gộp đồ dùng học tập chúng ta có giấy bút sách bút chỉ hoạt động học tập chúng ta có làm toán luyện viết ngoài ra còn rất rất nhiều những từ ngữ có nghĩa là chỉ môn học đồ dùng học tập gộp đồ dùng học tập hoạt động học tập mà các bạn học sinh có thể cùng bạn bè của mình chơi trò chơi tiếp sức để tìm ra những từ ngữ ấy. Xem xem ai là người chiến thắng trong trò chơi tìm từ này nhé. Bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ đặt câu có từ ngữ về học tập. Đó cũng chính là bài tập thứ hai. Chúng mình cùng xác định yêu cầu của đề bài nhé. Đặt một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1. Chúng ta có 3 kiểu câu tương ứng với những nội dung như sau. Đầu tiên, giới thiệu một môn học. Thứ hai, nhận xét về một đồ dùng học tập và thứ ba, nói về một hoạt động học tập. Ở đây, cô có thể mang đến cho các bạn một vài ví dụ như sau. Đầu tiên là câu văn giới thiệu một môn học. Âm nhạc là môn học em yêu thích. Như vậy, trong câu văn này chúng ta đã giới thiệu được môn âm nhạc đúng không nào tiếp theo là câu nhận xét về một đồ dùng học tập ví dụ như sách vở của em còn thơm mùi giấy mới như vậy đồ dùng học tập mà chúng ta nhận xét ở đây đó chính là sách vở đúng không nào và cuối cùng câu văn nói về một hoạt động học tập ở đây chúng ta có câu em đọc sách ở thư viện. Như vậy, hoạt động học tập trong câu này đó chính là đọc sách. Rất đơn giản phải không nào? Bây giờ, chúng mình sẽ cùng với cô nối những câu sau với yêu cầu phù hợp nhất. Các bạn thân mến, trong bài tập vừa rồi, chúng ta có một vài câu như sau. Đầu tiên, giới thiệu về một môn học chúng ta có câu toán là một môn học rất thú vị tiếp theo nhận xét về một đồ dùng học tập chúng ta có câu cây bút mực này viết được nét nhỏ và cuối cùng nói về một hoạt động học tập chúng ta có câu em chăm chú luyện viết chữ hoa ngoài bài tập vừa rồi bây giờ hãy tiếp tục củng cố kiến thức của mình bằng cách giúp cô sắp xếp các từ ngữ sâu để tạo thành câu hoàn chỉnh nhất một bài tập vô cùng đơn giản đúng không nào và cô tin chắc rằng bạn học sinh nào cũng có thể vượt qua được để ôn tập lại những gì mình đã được học ngoài ra chúng ta có thể viết thêm thật nhiều câu khác để làm phong phú thêm vốn từ ngữ và hiểu biết của mình nhất phần cuối cùng trong bài học hôm nay của chúng ta đó chính là vận dụng ở phần này, các bạn sẽ cùng cô chơi trò chơi vui đến trường. Trong trò chơi này, các bạn sẽ cùng quan sát vào sơ đồ sau và giúp bạn nhỏ trong tranh tìm ra đường đến trường. Chúng ta cùng nhìn vào sơ đồ nhé. Theo sơ đồ này thì bạn nhỏ có thể có nhiều con đường để đến trường, đúng không nào? Bạn có thể đi thẳng qua vị trí của cây kẹo mút tiếp đến là qua vị trí của nguyễn vỡ sau đó rẽ trái qua vị trí của quả bóng rẽ trái đến vị trí của cây bút rẽ phải sau đó rẽ trái rồi rẽ phải để đến vị trí của thước kẻ và cuối cùng là rẽ phải đến vị trí của chiếc cặp màu xanh thế là cuối cùng bạn cũng đến được trường học ngoài ra bạn ấy có thể đi con đường nào khác các bạn học sinh hãy giúp bạn nhỏ trong sơ đồ trên tìm được đường đến trường nhé sau khi tìm được đường đến trường cho bạn ấy chúng mình sẽ nói về một đồ vật mà em thấy được trên đường đến trường chúng ta sẽ đóng vai là bạn trong tranh để tìm được đường đến trường và cũng như nói về một đồ vật mà mình thấy trên đường đến trường ví dụ trên đường đến trường chúng mình thấy một chiếc cặp các em có thể nói thành câu như sau trên đường đến trường em nhìn thấy một chiếc cặp màu xanh ngoài ra các bạn học sinh hãy thử đặt thêm, nói thêm nhiều câu khác. Nói về những đồ vật, những điều mà mình đã nhìn thấy trên con đường đến trường của chính mình, các bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.